Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Auto Ngọc Linh xin giới thiệu quý vị các bạn một mẫu xe mới về. Đây là chiếc Kia Morning sản xuất 2012, 5 chỗ số sàn. Đấy. Xe còn rất là đẹp. Máy rất là êm, máy zin nhé, sơn còn nguyên, sơn còn đẹp. Sơn xi còn rất là đẹp. Đấy. Nội thất này còn rất chi là sạch sẽ. Đây là cậu chủ nhà tôi. Đấy. Keo chỉ zin nhá. Đấy. Keo chỉ zin. Đấy. Nội thất da trần lý nguyên bản. Đấy. Cực đẹp luôn. Đấy. Trong khoang máy đây, trong khoang xe đây. Đấy. Rất là chi là gọn gàng sạch sẽ. Đây, trần lý đây. Đấy. Ghế da. Đấy. Con đi vào trong, con vào trong xe. Đấy, bật cái nắp cơm. Đây là phòng máy các cái nhá. Máy êm ru. Ô ruông. Rất là êm. Hiếm có xe nào đời 2012 này còn đẹp như thế này. Nguyên bản. Máy cực kỳ chất. Đây là đăng kiểm nhé. Đăng kiểm rất là dài. Tháng 1 2022 cơ. Đấy, còn 1 năm nữa. Đấy, đây là phía trước của xe. Kia Morning sản xuất 2012. 5 chỗ số sàn. Chiếc xe này hiện tại Auto Ngọc Linh đang bán với giá là 138 triệu. Lào kết thì liên hệ trực tiếp với em là có số điện thoại là 0334804480. Địa chỉ của em là ở xã Ngã Ba Đọ, xã Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình. Rất là đẹp. 4 quả lốp mới tinh. Xe rất là đẹp. Về sẵn dùng đấy các bác ạ. Đấy, cho các bác xem lại nội thất này. Đấy. Xin chào đồng chí Bin nhá. Chào Bin, là Bin chào bố nào. Đấy. Gia đình dùng để đưa đón con đi học, đi làm. Với mức nhiên liệu xăng rất hợp lý. Chỉ 6 đến 7 lít xăng 100 cây thôi. Đấy, tương đương với 1.000 đồng một cây, 1 km. Đấy. Đi ngang với xe máy. Bác nào thiện chí cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0334 804 480. Em xin chân thành cảm ơn.